Nếu mà mạch của mình ở trạng thái này nè, thì nó sẽ giúp cho cái trường năng lượng của mình từ 500 mà trở lên. Đặc biệt nè, mở lại cái bảng trường năng lượng giùm thầy đi. Nếu như mà mình có thể mà chuyển cái mạch của, nếu mà cười như thế này là 500 trở lên, nhưng đặc biệt là muốn đạt trên cái mức đỉnh cao thì mình phải chuyển nó qua trạng thái này nữa mới giỏi này. Tức là mình nhìn mọi thứ với ánh mắt yêu thương thì tự động nó sẽ còn tăng lên những cái gạch ở trên đây nè, lên tới 1000 ở trên đây nè, đúng không? Vì vậy nếu mà quý vị muốn có một bộ não khỏe mạnh, đủ năng lượng, thì quý vị nhớ phải ghi xuống. Tức là mình muốn cái trí nhớ mình nó tốt thì thứ nhất là mình phải biết chọn lựa cái việc nào cần làm, việc nào cần bỏ đi. Mình cần phải có sự chú ý, sự tập trung vào cái việc mà mình chọn lựa. Được không ạ? Nói lại nha. Cái mô đun đầu tiên của chúng ta nói hôm nay đó là làm sao mà trí nhớ của tôi nó lại mau quên, thì tôi đã giải thích cho ba loại trí nhớ. Vậy thì để cho cái não của mình nó dễ nhớ, nó khỏe mạnh, nó thông thái, thì chúng ta cần phải biết chọn lựa, dành thời gian, tập trung vào đâu, cái gì cần làm thì làm, đáng thì làm, không đáng thì bỏ nó đi. Rồi sau đó khi mình đã có một cái sự chọn lựa đầy đủ rồi, thì mình sẽ tập trung vào cái sự chọn lựa đó, được không? Cái thứ hai, đó là mình phải giữ được trạng thái não bộ của mình ở trạng thái vui vẻ cân bằng. Quý vị muốn cơ thể mình khỏe mạnh và muốn trí nhớ của mình thông tuệ thì cái mặt của mình lúc nào cũng cười cười. Hoặc là cái mặt của mình ở trạng thái bình an. Còn cái mặt mình những người như vậy là bệnh hoạn đầy người đó. Không ai mà có thể chửi được cái người mà người ta vui vẻ. Người ta vui vẻ tử tế với mình, người chửi người ta làm sao được. Mà khi mình hồ đồ mình chửi người ta xong mình thấy người ta vẫn nhẹ nhàng, tử tế vui vẻ với mình, thì mình sẽ điều chỉnh bản thân mình thôi, được không? Đấy, nên là mình phải luôn tạo ra sinh khí trong gia đình của mình. Nhớ nha, bữa nay mình sẽ tập cho một cái thói quen, đó là cười. Cười cái đã rồi từ từ tìm giải pháp sau. Cười cái đã. Tại vì nếu mà mình như thế này, hoặc là mình tức giận, thì lúc đó cái não chúng ta nó rất là tồi tệ luôn đấy. Ê, hình dung ý ta đâu? Mình phải cười trước cái đã, được không? Phải để ý một cái thứ ba, đó là dinh dưỡng. Nếu chúng ta muốn có một bộ não mà không quên thì phải để ý dinh dưỡng. Ngày xưa chúng ta ăn rất là nhiều cá, nhiều thịt, đúng không? Thịt, cá, trứng, sữa, các kiểu. Đặc biệt ăn rất là nhiều cơm. Ngày xưa mình có thể ăn cả tô cơm vậy nè. Đó là tại vì á, ngày xưa là ông bà mình lao động nhiều, cuốc đất nhiều. Thì chúng ta cần những cái thực phẩm dành cho cơ bắp, được không? Còn ngày nay chúng ta đâu có còn cuốc đất nữa đâu. Cái gì chúng ta cũng dùng máy móc hết rồi. Thì lúc đó thức ăn nó phải dồn lên trên não bộ. Thức ăn của não bộ thì cái số 1 mà cần đó là omega 3. Omega 3 thì có trong những cái loài cá là rất là giàu. Ví dụ như là cá hồi, cá trích, cá mòi, đúng không? Các loài cá, cá hồi, cá trích, cá mòi rồi đó. Đó là động vật. Còn lại một số người ăn chay hoặc là không thích ăn động vật thì chúng ta phải để ý tới các loại hạt. Ví dụ như là hạt chia, hạt hành nhân, đó, hạt mắc ca, hạt chấm chấm chấm, hạt đậu phộng, hạt điều, hạt dẻ, cứ hạt hướng dương, hạt gì mà ăn nghe béo béo là omega 3 thực vật. Nói lại lần nữa nha, ngày xưa là cha mẹ của mình, ông bà của mình là cuốc đất, thì lúc đó cần phải có cơ bắp. Lúc đó mình ăn rất là nhiều cơm, nhiều thịt của các kiểu. Nhưng mà thời nay mình không có còn cuốc đất như vậy nữa. Thì lúc đó thức ăn nó không có dành quá nhiều cho cơ mà nó dành nhiều cho não. Bởi vì bây giờ thời đại này chúng ta suy nghĩ nhiều hơn cơ bắp. Cái thứ hai đó là nước. Nước uống.
Được chưa? Được. Quý vị mà không chịu để ý đúng nước mà quý vị cứ suốt ngày nói thầy ơi, thầy dạy con tôi nó siêu giống như mấy học trò của thầy ở trên chương trình siêu trí tuệ đi, là tôi nói thua, tôi đâu có làm được đâu. Anh chị nhớ phải uống nước. Các anh chị biết làm sao để uống nước đúng không? Chúng ta cứ lấy cái trọng lượng của mình á, cái trọng lượng của mình nhân với 0,04 lít. Đó chính là số nước mà cần uống đó. Dễ nhớ nhất đó là ví dụ như tôi 70 kg thì nhân với 0,04 thì nó bằng 2,8 lít. 2,8 lít. Vợ của tôi ở nhà có 50 kg thì lấy 50 nhân 0,04 thì bằng 2,0 lít, tức là 2 lít. Cứ lấy cái trọng lượng, tức là lấy cái số đầu tiên của trọng lượng, được không? Rồi đem nhân với cái số đầu tiên này, đem nhân với con số 4. Ví dụ như 50 kg thì lấy 5 nhân 4 bằng 20, tức là 2 lít. 70 kg thì lấy 7 này nè, đem nhân với 4 bằng 28. Thế là uống 2,8 lít. Nếu một đứa nhỏ nó chỉ có 30 kg thôi thì mình lấy 30, tức là lấy số 3 này nè, đem nhân với 0,04, tức là bằng 1,2 lít. Ai đã hiểu cái công thức uống nước này, comment vào hiểu. Comment vào hiểu, hiểu, hiểu rồi. Comment chữ hiểu vào giúp tôi. Nói vậy có dễ hiểu không? Một người 80 kg thì mình lấy số 8 mình nhân với số 4. 8 nhân 4 là 3,2 lít. 32 tức là 3,2 lít. Được chưa? Đơn giản vậy thôi. Dễ hiểu mà đúng không? Rồi. Đó là nói về vấn đề nước. Rồi. Vấn đề số 3 nè. Để có một bộ não thông thái thì vấn đề số 3 là vô cùng quan trọng. Đó là anh chị nhất định phải để ý tới các cái loại vitamin và khoáng chất. Nếu mà mình mà không có cái này là coi như là tiêu rồi. À, vitamin khoáng chất. À, thì cái này thì nó không cần nhiều, nhưng mà không có là không được. Tất cả các phản ứng sinh hóa trong cơ thể này đều cần phải có vitamin và khoáng chất. Rồi thì chúng ta làm sao mà mỗi ngày á, chúng ta uống cho mình lấy một ly nước cam tươi hoặc một ly sinh tố hỗn hợp. À, thói quen của tôi là mỗi ngày tôi đến cái tiệm sinh tố, tôi nói họ xay cho tôi nhiều loại trái cây vào trong một cái ly rồi tôi uống. À, tức là nhiều loại trái cây khác nhau. À, hoặc là một cái ly cam tươi, một ly nước cam, nước chanh gì đấy. À. Rồi, tiếp theo cái thứ tư cần phải nhớ. Đó là chúng ta phải để ý tới chế độ tập thể dục. Được không? Cái thứ tư đó là chúng ta phải để ý tới chế độ tập thể dục. Tập thể dục. À, chúng ta nhất định phải tập thể dục mỗi ngày. À, có những người á, suốt ngày á, là cứ muốn làm việc lớn bình thiên hạ. Được không? Cứ muốn làm việc đại sự. Nhưng mà khổ cái là cái tập thể dục không làm được. Tập thể dục á, là nó không có đòi vốn liếng, nó không có đòi kinh nghiệm, nó không cần đòi mối quan hệ mà làm không được. Còn cái chuyện mà gọi là làm giàu, kiếm ra tiền tỷ là phải có vốn, có mối quan hệ, có kiến thức. Làm sao làm được đây? Quý vị có hình dung ý tôi nói không? Tập thể dục á, là nó thứ nhất là nó không có đòi tiền, tiền nó cũng không cần. Thứ hai nữa là về mối quan hệ nó cũng không có cần. Tiếp theo nữa là gọi là kiến thức, tức là kiến thức học thuật này nọ nó cũng không có cần gì ghê gớm hết. Mà mình không làm được, nhưng mà suốt ngày cứ đòi làm chuyện đại sự, đi bình thiên hạ. Bình thiên hạ thì phải có tiền, phải có kiến thức, phải có mối quan hệ mới làm việc lớn được. Cái việc mà không cần ba cái thứ này mà còn không làm được thì lấy tư cách gì mà làm việc lớn đây? Ai hình dung được ý tôi nói rồi, đưa tay lên vẫy vẫy. Rồi có những người á, thì sau một thời gian rồi đó, cảm thấy bình thiên hạ không được rồi đó, thì quay về với cái mức thấp nhất. Đó là mức gì? Tu thân. Mà tu thân thì một trong những cái tu thân đó là phải trọng cái thân mình mới tu được, phải không? Mình không trọng cái thân mình sao tu? Ai đã từng nghe cái câu gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ? Ai đã từng nghe câu này rồi comment vào đã nghe.
Có những người suốt ngày cứ đòi đi bình thiên hạ, tức là muốn làm anh lớn, rồi muốn để lại tiếng vang cho đời, rồi đủ trò giống tôi. Xong rồi làm hoài không được, xong cuối cùng thôi, thôi đi về với tề gia. Tề gia hoài cũng không được, bắt đầu mình đi về với tu thân, được không? Mình phải tu thân, được không? À, tu thân thì đầu tiên phải trọng cái thân của mình cái đã chứ. Cái thân của mình đây mà mình còn không thương nó, không chăm sóc thì lấy đâu ra mà chăm sóc cái gì được. Rồi mình không khỏe lấy đâu mà bình thiên hạ. Nhưng mà khổ một cái á, là trước cái tu thân á, là nó còn cái khác mà mình không biết. Có rất là nhiều người họ không biết trước tu thân là cái gì ấy chứ. Ở đây mình có cái gọi là tu thân. À, tu thân. Rồi mới tới tề gia. Rồi ghi dưới lên cho nó hiểu là phát triển lên cao, đúng không? Tu cái thân của mình. À, rồi mới tới tề gia. À, rồi mới tới trị quốc. Đó, rồi mới tới cái trên cao đó là bình thiên hạ. Đó, bình thiên hạ. Có những người suốt ngày cứ muốn được bình thiên hạ, tức là làm đại sự, để lại tiếng thơm cho đời. Phải có danh gì đó với núi sông, đúng không? Làm hoài không được, làm mãi không được, cuối cùng thôi quay về tu thân. Chỗ này mà không ngon thì làm lên nó gãy, làm lên nó đổ. Cứ cái thân của mình mà không ngon. Có những người mở công ty ra làm ăn, thấy kiếm được nhiều tiền lắm, rồi sau đó mất, không có đồng nào, mang một đống nợ vào mình nữa. Ai đã từng thấy người như vậy, hoặc chính mình là người như vậy, đưa tay vẫy vẫy. Thấy hoặc là chính mình đều được, đúng không? Tức là mình làm cho cố vô rồi cuối cùng là sập xuống, là tại vì cái thân của mình nó không có ngon, gốc rễ là mình mà. Nhưng mà khổ cái, trước khi tu thân thì nó còn có bốn cái vế bên này nữa, nó còn có bốn cái bên này. Nhưng mà thường là mình chỉ nghe bốn cái bên này, thế bây giờ muốn quay về tu thân thì không biết làm sao mà tu thân. Bao nhiêu người biết rằng trước cái tu thân nó còn có bốn cái khác nữa? Ai biết? Comment vào tôi biết. Hả? Ai biết trước cái câu gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ nó còn có bốn cái, bên này nó còn một cái vế khác cũng có bốn chữ giống vậy nè. Ha? Thường là mình chỉ nghe bên này thôi, mình không có nghe bên này. Ai là trước giờ chỉ nghe bên này mà chưa từng biết là bên này nó còn có bốn chữ tương ứng nữa? Tại vì nếu mà mình không biết bên này mình đâu có tu thân được đâu, nên mình làm hoài có được đâu. Mình nói thì con không nghe, vợ không nghe, chồng không nghe, nhân viên không nghe, khách hàng thì không mua hàng. Thì lấy đâu mà mình có tiền? Hoặc là mình có tiền nhưng mà bên này phải đấu, bên này phải đá, bên này phải thủ, bên này phải đánh, đánh, mệt muốn chết. À, phải là mình quay về mình tu thân, nhưng mà khổ cái là bốn cái chữ bên này ba má mình không dạy. Ông bà suốt ngày cứ dạy mình tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Mình bình thiên hạ hoài không được, cái mình quay về mình tu thân. Nhưng mà khi mình quay về tu thân thì bốn chữ bên này lại không biết, sao tu? Ai không biết tội, có nhiều người đánh chữ không dài quá vậy. Ai tha thiết muốn biết, comment vào, muốn biết. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị, thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.